Thời điểm cuối năm, đặc biệt là càng giáp Tết Nguyên đán thì nhu cầu thực phẩm càng tăng cao. Chính vì vậy mà tình trạng buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ để chế biến rồi trà trộn cùng với sản phẩm sạch để cung cấp ra thị trường trở nên sôi động hơn. Chỉ tính từ tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phối hợp với các địa phương phát hiện xử lý gần 10 vụ buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ và sản xuất sản phẩm không đảm bảo yêu cầu để cung cấp ra thị trường. Gần đây nhất, ngày 7 tháng 11, lực lượng quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các đội nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cùng các đơn vị chức năng khác phát hiện 2 vụ vận chuyển thịt lợn thối mang đi tiêu thụ. Vụ thứ nhất, phát hiện xe tải do ông Nguyễn Đức Toàn có địa chỉ ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử điều khiển chở 515 kg thịt lợn hôi thối. Vụ thứ hai, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, phát hiện xe tải do ông T ở tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hòa điều khiển chở gần 200 kg thịt lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Toàn bộ số thịt lợn trên đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T và ông C, mỗi người 10 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm. Trước đó, ngày 20 tháng 9, tại khu vực ngã tư phố nối thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô vận chuyển trên 300 kg lòng lợn bốc mùi hôi thối do anh Vũ Văn Hờ, sinh năm 1983, trú tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, vận chuyển. Ngoài phát hiện các vụ vận chuyển thịt lợn hôi thối không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từ tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm như phát hiện xe ô tô chở trên 21.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, ngày 13 tháng 10 tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đối với công ty cổ phần quốc tế VTTVN, địa chỉ xã Phạm Ngôn Lão, huyện Kim Động. Lực lượng chức năng phát hiện công ty vẫn sản xuất trên 7.000 lít rượu các loại không đạt yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn hàm lượng aldehyde theo tiêu chuẩn Việt Nam 8010-2009, vẫn tiến hành sản xuất khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực từ ngày 4 tháng 8 năm 2013.